Hi, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Thì mình là Duy hay còn là Daniel. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về JSON Web Token, JWT, về cách xác thực người dùng, cách xác thực các yêu cầu đến từ API. Thì qua cái video này các bạn sẽ được tìm hiểu thêm về thế nào là JSON Web Token, tại sao lại xài JSON Web Token, cách để lưu trữ token một cách hiệu quả, cách xài JSON Web Token ở backend cũng như frontend. Thì ở frontend mình sẽ xài React và tìm hiểu thêm về database. Thì qua cái video này các bạn sẽ tìm hiểu thêm và có những kiến thức vững chắc về JSON Web Token hơn. Thì ok, như thế thì bắt đầu thôi. Ok, thì đây là cái project cho cái video của mình. Thì trong cái project này mình sẽ làm chức năng đăng nhập và đăng ký như thế này. Thì đây, khi mà mình vừa load cái trang thì nó sẽ hiện cái hình login vào. Còn nếu bạn nào chưa có tài khoản thì có thể đăng ký. Thì bây giờ mình sẽ đăng ký một cái tài khoản nào đó, đặt tên nó là test user đi, 2021. Đó, username sẽ đặt là test user 2021, password đặt gì cũng được hết. Đó. Rồi sau khi mà mình đã đăng ký rồi thì mình có thể đăng nhập. Test user 2021. Rồi mình bấm đăng nhập. Thì khi mà đăng nhập vào các bạn sẽ hiện cái khung ở đây, thì đây là tất cả những user ở trên cái app của các bạn. Thì khi các bạn nhấn nè thì các bạn sẽ ghi là you are not allowed to do that. Nhưng mà khi các bạn nhấn các bạn á thì sẽ ghi là delete successfully. Thì cái lý do đây là tại vì cái role của các bạn là user. Bởi vậy khi các bạn muốn delete, các bạn chỉ delete được chính bản thân mình thôi. Còn những user khác các bạn không được quyền delete nó. Thì đó là chức năng phân quyền sẽ được làm bằng JSON Web Token luôn. Đó, thì nhưng mà bây giờ khi các bạn nhấn delete nè, nó sẽ ghi là token is not valid. Tại vì bây giờ cái token của bạn đã hết hạn rồi. Thì để mà nó refresh cái hạn của cái token lại thì chỉ cần đơn giản là refresh này lại. Thì bây giờ mình nhấn nó sẽ ghi là delete successfully. Đó, thì cái phần mà hết hạn token này nọ mình sẽ nói sau trong video hơn. Thì đó là cái project nhỏ của mình. Thì tất cả các user ở đây là những user mà được đăng ký ở trong cái app tự tạo này. Đó, thì điều đặc biệt đây là khi mình load lại thì các bạn thấy nó không mất đi, nó sẽ dừng ở đó. Thì việc này sẽ được làm qua Redux Persist, là mình sẽ nói thêm sau video nữa. Thì các bạn sẽ được tìm hiểu thêm về Redux Persist để khi các bạn load nó thì nó không bao giờ biến mất hết. Đó, thì các bạn cũng có thể thấy cái tên của cái user trên đây. Giờ mình log out đi. Và bây giờ mình sẽ đăng nhập dưới dạng admin. Đó, thì admin có nghĩa là người chủ. Thì đó, thì các bạn sẽ thấy bây giờ nó ghi là your role is admin. Thì bởi vì mình là admin, mình xóa ai cũng được hết. Đó, mình xóa ai cũng được hết. Mình xóa bản thân mình cũng được luôn. Thì cái này thực chất nó không có xóa đi, nó chỉ hiện cái dòng text này thôi. Tại vì nếu xóa đi mình phải tạo lại nó hơi cực. Bởi vậy nút delete này chỉ là xóa bình thường thôi, chỉ hiện cái dòng chữ này thôi. Thì tại vì các bạn là admin cho nên các bạn xóa ai cũng được hết. Thì cái quyền của bạn ở đây là admin. Đó, thì cái chức năng của JSON Web Token nó cũng nằm trong những chức năng là phân quyền ở đây. Rồi, cũng như là các bạn sẽ thấy là tất cả các user đã được đăng ký nó sẽ nằm ở trong một cái database này. Đó là MongoDB. Thì qua video này mình sẽ chỉ các bạn về MongoDB để làm cái chức năng đăng nhập đăng ký. Đó, thì đó chính là cái project của tụi mình. Thì mình có thể log out. Và khi mình refresh thì nó vẫn sẽ hiện cái này, nó không có hiện cái trang hồi nãy nữa. Đó, thì đó là cái project của tụi mình. Ok, vậy thì bắt đầu thôi. Ok, thì để bắt đầu cái project này thì mình sẽ vẫn có hai cái folder nhỏ như mỗi video mình làm, là folder backend và folder frontend. Thì trong project này mình sẽ bắt đầu với thằng backend này trước, còn frontend này mình sẽ để trong video sau. Thì sẽ bắt đầu với thằng backend này. Thì trong backend này các bạn sẽ thấy nó có một file index.js và file package.json. Thì file package.json mình tạo bằng cách nhấn npm init. Đó, thì mình đã tạo sẵn rồi. Thì mình sẽ sửa cái script nó lại là start node index.js như thế này. Và cái index.js này mình chưa có gì chống hết. Rồi sau khi có thì mình sẽ tải một số library và package như sau. Thì trước hết mình sẽ tải Express và Mongoose. Đó, thì mình sẽ tải Express để cho tạo server và Mongoose để có thể làm với lại MongoDB. Thì mình sẽ tải hai cái trước. Và những cái library và package sau mình sẽ nói sau khi mà cần dùng với nó. Ok, thì các bạn sẽ thấy là cái dependency nó sẽ hiện Express và Mongoose trong đây. Và để mình xem mình cần tải gì nữa. Thì mình cần tải thêm cores
Không, bây giờ mình tải hết một lần luôn rồi các bạn, mình sẽ giải thích cho các bạn sau những cái này làm gì. Mình sẽ tải course, tải .env, mình sẽ cần tải bcrypt cookie parser, mình sẽ tải JSON Web Token. Đó, mình sẽ cần tải như đó. Thì mình sẽ tải Express Mongoose và thêm mấy cái này nữa. Thì các bạn sẽ thấy nó sẽ tải nó sẽ cũng hơi lâu. Đó, thì bây giờ các bạn đã thấy là nó sẽ tải đầy đủ hết cho các bạn. Thì để bắt đầu, mình sẽ vô cái index.js của mình. Mình gõ const express require express. Rồi, const app bằng express. Rồi, tiếp tục thì mình sẽ có const course bằng require course. Thì cái này là chú ý để mình import mấy cái dependency mà nãy mình vừa tải thôi, để mình di chuyển cái này lên trên. Đó, để mình require nó hết luôn cùng một lúc. Const.env bằng require cái .env nãy mình vừa tải. Tiếp tục mình sẽ require mongoose luôn. Đó, thì tất cả mấy cái requires này chỉ là đơn giản là mấy cái hồi nãy mình vừa tải á. Tiếp tục const cookie parser. Cookie parser. Đó. Thì đó là những cái mà mình tải trên đây. Thì bắt đầu ở dưới mình sẽ có const app bằng express để mình có thể xài cái app chấm listen. Thì mình sẽ cho nó trên port 8000. Và nếu nó chạy được thì mình sẽ gõ là server is running như thế này. Đó, rồi mình có thể test bằng cách giờ ở dưới đây mình sẽ gõ npm start để xem cái server của mình nó có chạy không. Đó, thì nó sẽ ghi là server is running nhưng mà nó chưa làm gì hết, thì mình sẽ tắt nó đi. Rồi mình sẽ thêm dưới đây app.use course. Thì cái course này là để ngăn chặn cái cross origin restriction. Nếu các bạn nào đã bị cái lỗi cross origin thì các bạn có thể biết được cái này nó có tác dụng gì. Đó, thì tốt nhất là nên thêm cái course này vào để nó có thể không bị dính cái lỗi đó. Rồi tiếp tục mình sẽ dùng cookie parser ở đây. Thì cookie parser này là để các bạn có thể tạo cookie và gắn cookie. Thì cái này mình sẽ nói sau khi mà mình nói về JSON Web Token. Rồi cuối cùng mình sẽ dùng Express JSON để có thể những cái request của mình nó sẽ được dưới dạng JSON hết, cũng như là những cái response của mình. Ok, thì đó là cái cơ bản của cái này. Rồi bây giờ để bắt đầu với cái database thì mình cần phải tạo cái database. Thì để mà tạo cái database á, các bạn sẽ vào MongoDB. Thì để ở ngay đây. Đó, các bạn sẽ lên Google và gõ MongoDB thôi. Thì các bạn sẽ đăng nhập vào, tạo tài khoản gì đó đó. Thì khi các bạn tạo tài khoản nó sẽ hiện giống như thế này. Trong cái các bước mà tạo tài khoản nó sẽ hiện như thế này. Thì ở đây thì mình sẽ gõ là Build a new application đi. Các bạn chọn gì cũng được hết. Cái này thì mình có thể chọn cái này thì mình có thể chọn order. Rồi cho bọn mình ghi là web thôi cũng được. Prefer language JavaScript. Rồi sau đó sẽ nhấn finish. Rồi đợi nó một tí. Rồi sau khi đó nó hỏi bạn là deploy ở cái cloud database nào, thì tốt nhất là nên chọn free, tại vì các bạn cũng đâu muốn tốn tiền đâu. Thì các bạn sẽ chọn cái free ở đây. Rồi sau đó tới khúc này thì các bạn cũng chỉ nhấn create cluster thôi. Thì nhớ là nó free nha. Đó, thì create cluster. Rồi khúc này là bước quan trọng đây. Thì bước này các bạn sẽ phải chọn username và password của các bạn. Thì các bạn chọn gì cũng được hết. Giờ mình sẽ chọn username và password của mình. Rồi, sẽ nhấn là create user.
Rồi sau đó thì các bạn sẽ thấy là nó chọn IP address, thì mình có thể bấm là add my current IP address như thế này. Rồi sẽ bấm finish and close. Rồi sau đó sẽ bấm là go to database. Rồi trong lúc này các bạn sẽ đợi, khi mà cluster được tạo ra nó sẽ tầm 1 tới 3 phút để tạo ra, thì các bạn chỉ việc đợi thôi. Ok, thì sau khi mà các bạn đợi tầm một từ 1 tới 3 phút rồi đó, các bạn thử reload lại cái trang này thì các bạn sẽ thấy nó sẽ tạo ra như thế này cho các bạn. Thì bây giờ để mà các bạn có thể kết nối nó vô cái backend á, thì các bạn sẽ nhấn nút connect ở đây nè. Đó, connect. Rồi sau đó các bạn sẽ chọn là connect your application. Thì cái khúc này sẽ là khúc quan trọng đây, đây chính là cái code mà các bạn cần. Thì các bạn nhấn copy nó. Rồi sau đó các bạn sẽ nhấn close. Thì đó, đơn giản là cái bước setup thôi. Thì bây giờ để mà kết nối nó sẽ như thế này. Thì bây giờ để mà setup á, các bạn sẽ xài Mongoose Connect để mà kết nối với lại MongoDB á. Thì trong đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ cần một cái URI và sau đó là cái option. Thì lúc này là lúc các bạn sẽ dán cái nãy các bạn như copy vào. Đó, cài đóng vậy luôn. Và sau đây sẽ là cái console.log ra, để khi mà các bạn kết nối nó sẽ ghi là connect. Nó sẽ báo gì đó cho các bạn biết là nó đã kết nối rồi, connected to MongoDB đi, để biết là nó đã kết nối rồi như thế này. Đó. Nhưng mà bình thường á, mấy cái link như thế này các bạn sẽ không có để lộ ra ngoài như vậy. Tại vì nó sẽ không tốt, tại vì cái này là cái link, là ai có cái link này cũng vô được cái database của các bạn hết. Mà giờ các bạn show rõ ra vậy thì nó sẽ ảnh hưởng. Thì bởi thế mình sẽ xóa cái link này đi. Mình sẽ cut nó đi. Rồi, vậy làm sao để mình có thể kết nối ở đây? Thì lúc này mình sẽ xài tới một cái gọi là .env file. Thì mình sẽ tạo một file tên là .env. Env. Đó, nó chính là một cái file environment. Thì trong đây nó sẽ như thế này. Các bạn sẽ đặt tên cho nó. Mình sẽ đặt tên là MongoDB URL đi. Bằng. Và cái value của nó các bạn sẽ dán cái link nãy vào. Mà cái link này á, các bạn sẽ cần phải bỏ password của các bạn vô đây. Đó, nên các bạn phải bỏ password của các bạn vô đây nè. Như khúc này thôi. Là cái password này chính là cái password mà lúc mà các bạn tạo user với password á. Thì bởi vậy nãy mình mới nói là cái đó quan trọng, cho nên đừng có quên cái password của các bạn. Đó, thì các bạn có thể điền password của các bạn vào đây. Thì bây giờ mình sẽ điền password của mình vào trong này. Đó. Và cái chỗ My First Database nè, các bạn có thể đổi thành tên database mà bạn muốn. Còn không thì bạn để My First Database cũng được. Còn mình sẽ để vậy. Thì ok, bây giờ mình sẽ đổi cái password ở đây. Rồi mình sẽ quay lại cái khúc kia nha. Ok, thì bây giờ mình đã đổi cái password ở trong đây rồi. Thì bây giờ để mà connect nó, mình sẽ cần xài tới thằng .env mà mình cái package mình nãy mình tải nè. Đó, thì mình sẽ xài nó một cách này. .env.config. Rồi, thì bây giờ mình có thể xài cái .env đó. Thì cách mà xài nó thì nó sẽ là process.env và chấm. Và cái chấm tiếp theo này sẽ là cái tên của cái biến mình hay bạn đặt á. Thì nếu mình đặt là MongoDB URL thì mình sẽ để như vậy, MongoDB. Đó. Thì nó sẽ chấm như thế này. Theo bạn sẽ thấy là nó sẽ không hiện cái link nào ở đây hết. Nó sẽ được để trong cái environment như thế đó. Thì nó sẽ an toàn hơn. Ok, thì bây giờ để mình chạy thử xem nó có connect vào cái Mongo của mình không. Npm start. Đó, thì bây giờ các bạn thấy nó hiện cái chữ connected to MongoDB, có nghĩa là cái này nó hoạt động, cái link này nó hoạt động, cũng như các bạn đã kết nối thành công với lại cái database thì tốt. Ok, thì bây giờ để mình tắt nó. Rồi, thì đó là cái setup cơ bản nhất của mình. Cái setup database cũng như là cái package cần thiết. Thì bây giờ điều mình sẽ làm ở đây là sẽ tạo chức năng authentication cho nó. Ok, thì mình sẽ ghi cái to-do list mình như đây nè. Đầu tiên mình sẽ tạo authentication. Đó. Thì authentication là gì? Thì authentication nó chỉ đơn giản là chức năng login sign up thôi. Thì cái chức năng này nó chỉ đơn giản là các bạn sẽ so sánh cái mật khẩu, cái username của người dùng so với lại cái thông tin ở trên database thì nó sẽ là authentication. Còn một cái nữa gọi là authorization. Authorization. Thì hai cái này nó khác nhau như sau. Thì authentication như nãy mình nói, nó chỉ đơn giản là nó so sánh cái dữ liệu
mà mình nhập với lại cái database của mình đã có, thì cái này nó chỉ là authentication. Còn authorization nó có nghĩa là bạn là ai, bạn có quyền được làm được, bạn có quyền làm gì, hay còn gọi là chức năng phân quyền á. Thì giống như trong cái project hồi nãy thì mình gõ là user thì chỉ có thể tự xóa chính mình thôi, còn admin thì muốn xóa ai cũng được, thì cái đó sẽ là authorization. Đó thì đó chỉ là cái cơ bản về authentication và authorization. Ok, thì trước hết để làm được đó mình sẽ phải tạo một cái model cho thằng user. Mình sẽ đặt tên là model, thì mình sẽ xài cái pattern MVC, có nghĩa là model view controller. Thì bởi vậy mình sẽ có một file đặt là model và một file đặt là controller. Đó, nếu bạn nào biết cái MVC này thì cho mình biết nha. Đó, thì cái này là controller, cái này là model. Còn cái view, ở đây mình sẽ không có cái view, tại vì cái view mình sẽ handle ở phần thằng frontend này. Tại thằng frontend này mình sẽ làm bằng React, nên mình chỉ cần model với lại controller thôi là đủ. Ok. Thì bắt đầu mình sẽ làm thằng model trước. Thì thằng model này mình sẽ tạo một cái model đặt tên là user.js. Thì trong đây nó sẽ chứa cái khung xương của thằng user của mình, có thể hiểu hiểu là như vậy. Thì để mà làm điều đó mình sẽ cần mongoose require mongoose. Đó. Rồi, sau khi có cái này mình sẽ tạo một cái schema. Mình sẽ đặt là user schema new mongoose chấm schema. Thì đơn giản cái schema này các bạn cũng có thể hiểu là một cái khung xương để nó chứa những cái thuộc tính của cái model thôi. Thì trong user này mình sẽ cần cái gì? Mình sẽ cần có username, tên của người dùng. Rồi cái thằng username này nó sẽ là type string. Mình sẽ phải ép buộc nó phải có. Nếu user không nhập username vào thì nó sẽ trả về lỗi cho mình. Rồi min length tức là tối thiểu cái username của nó phải là 6 chữ cái đi. Còn max length thì nó sẽ là 20 chữ cái. Tùy các bạn muốn đặt gì cũng được hết. Rồi mình sẽ gõ thêm một cái là unique true. Thì cái unique true này có nghĩa là khi mà người khác muốn tạo một cái username y chang vậy, nó sẽ trả về lỗi, tại vì cái username đó nó đã tồn tại rồi. Thì mình sẽ có username. Tiếp tục mình sẽ có email. Thì type nó sẽ giống vậy, để mình copy paste xin cái lẹ. Sẽ giống vậy luôn. Type string sẽ yêu cầu nó mà cho cái min length thành 10 đi. Còn cái max length cho 50 đi. Rồi tiếp tục, mình có username, có email rồi, mình sẽ cần tới password. Password là mật khẩu á. Dạng sẽ là string luôn. Require sẽ là true, tại vì phải nhập mật khẩu vô thì mới có thể đăng ký đăng nhập được chứ. Min length mật khẩu phải tối thiểu là 6. Còn max thì bao nhiêu cũng được hết. Mật khẩu thì không cần phải nhất thiết unique nên không cần cái đó. Và tiếp đến mình sẽ cần cái is admin hoặc là admin thôi cũng được, admin. Thì cái này là để cho biết là người này có phải là người chủ không. Thì type nó sẽ là boolean, tại vì nó chỉ có true hoặc là false thôi. Nhưng mà mình muốn khi mà ai đăng nhập vào, người đó cũng không phải là chủ hết, thì bởi vậy mình sẽ thêm một cái property gọi là default false. Thì cái default false này có nghĩa là bất kỳ ai đăng ký hoặc đăng nhập vào, hoặc là bất kỳ user nào, thì ban đầu nó cũng chỉ là false hết, tức là không phải là admin. Rồi mình sẽ thêm một cái gọi là timestamp true nữa. Timestamp true thì cái này để nói cho mình biết là cái user này được tạo và được update khi nào thôi. Đó thì cái này là cái model của mình vừa hình thành xong, cái schema của mình vừa hình thành xong. Thì bây giờ để mình export nó ra. Export mongoose model. Mình sẽ đặt tên model này là user. Và mình sẽ lấy cái schema mình vừa làm. Đó. Thì mình đã có thể xài cái thằng này bất kỳ nơi đâu rồi. Ok, thì đó là cái model của mình. Thì trong cái project này mình chỉ cần cái model user này thôi. Còn với bộ mấy cái project khác thì các bạn có thể thêm nhiều model khác. Nhưng mà cái video này chỉ cần cái thằng user này thôi là đủ. Rồi. Bây giờ mình sẽ ra là thằng index ở đây. Thì ở dưới đây mình sẽ có những cái route. Mình sẽ đặt những cái route dưới đây. Thì nếu bạn nào mà biết nó JS rồi thì các bạn biết là mấy cái route này nó sẽ có những cái method như là get, post,
put, delete cái kiểu đó, thì đó là chức năng của các route. Thì bây giờ nếu mình tạo một cái folder đặt tên là route, thì trong đây mình sẽ chứa các route trong đây. Thì trước hết mình sẽ chứa route auth. Thì auth này nó tượng trưng cho authentication, tức là cái route này nó sẽ đảm nhiệm cái việc đăng ký và đăng nhập. Đó, thì mình sẽ tạo auth.js. Thì trước hết mình sẽ import cái thằng router vào. Thì cái thằng router này nó sẽ là của thằng express.router như thế này. Đó. Thì bình thường khi mà các bạn xài route thì nó sẽ chấm như thế này. Các bạn sẽ xài router chấm và bất kỳ cái HTTP method nào mà các bạn muốn. Thì giả bộ nếu bạn muốn dùng thằng post thì các bạn thể làm như thế này. Tiếp theo là cái route mà các bạn muốn. Giả bộ mình muốn là register. Rồi trong đây nó sẽ là cái async request response. Đó. Rồi xong đó các bạn sẽ gõ mấy cái code mà bạn muốn trong đây. Nhưng mà tại vì mình đang làm theo mô hình MVC, Model View Controller, bởi vậy mình sẽ làm nó gọn hơn một tí. Thì mình sẽ không để cái logic nó ở trong đây, mình sẽ để trong logic nó trong controller. Thì mình sẽ để vậy trước. Mình sẽ để cái thằng route register này ở đây trước. Rồi bây giờ trong controller, mình sẽ tạo một cái file đặt tên là auth controller. Thì cái này sẽ đảm nhiệm mọi cái logic ở trong cái thằng auth này. Đó, thì mình sẽ tạo cái route là auth controller. Thì trong đây mình sẽ đặt auth controller. Như này. Rồi, thì bây giờ mình có thể chứa những cái method mà mình muốn, thì bất kỳ cái function nào. Thì giả bộ mình muốn cái logic cho thằng đăng nhập đi, đăng ký đi, thì sẽ là register ở đây. Và mình sẽ đặt tên cái function đó là register user async request response. Đó, thì các bạn thấy nó cũng có cái async request response y chang hồi nãy luôn. Đó. Nhưng mà trong đây chưa có gì hết. Rồi, dưới đây mình sẽ phải export cái thằng controller đó ra để mình có thể xài nó. Thì đơn giản là module.export bằng auth controller. Như thế này. Thì bây giờ nếu mình quay lại cái route, thì thay vì mình gõ async rồi này nọ, thì mình chỉ cần đơn giản mình gõ là auth controller. Chấm. Thì các bạn thấy nó hiện thằng register user như này. Đó. Thì bây giờ cái thằng route này nó chỉ đảm nhiệm cái việc nó cho mình biết cái route, còn lại toàn bộ logic sẽ nằm trong thằng controller hết. Thì đó là cách mình sẽ áp dụng cái controller trong trường hợp này. Và tương tự các login này nọ cũng làm như thế. Thì trước hết mình sẽ làm thằng register này trước. Thì để mà làm thằng register này, mình sẽ cần những package như sau. Mình sẽ cần bcrypt, require bcrypt, và mình sẽ cần cái thằng model hồi nãy mình mới làm, require từ cái model đó, từ cái model này. Ok, sẽ sao như thế. Rồi thì mình sẽ dùng try catch để phòng trường nó có lỗi. Thì trong catch thì đơn giản mình sẽ respond lại cái status là 500, là nó bị lỗi trong server JSON error như thế này. Rồi bây giờ trong cái try, thì để mà tạo một user, thì trước hết người dùng người ta phải nhập mật khẩu, email và tên người dùng của người ta. Rồi sau đó cái mật khẩu đó nó sẽ được hash để mình không thể thấy cái mật khẩu trong database. Tại nếu bạn coi cái demo, các bạn thấy là mấy cái mật khẩu trong database đó, các bạn không thấy rõ chữ. Các bạn chỉ thấy một cái đống ký tự random thôi. Thì cái đó là nhờ vào thằng bcrypt này nè. Đó, thì nó sẽ hash cái mật khẩu của các bạn. Thì bây giờ mình sẽ hash cái mật khẩu đó. Thì để hash mình sẽ cần cái salt này. Await bcrypt.gensalt. Ok, thì cái này chỉ là như thế thôi. Rồi bây giờ mình sẽ hash nó nha. Thì mình sẽ đặt tên là hash await bcrypt chấm hash. Thì mình sẽ hash cái gì? Mình sẽ hash cái mật khẩu mà user nhập, thì sẽ là request.body.password. Đó chính là cái mật khẩu mà user sẽ nhập á. Rồi sau đó sẽ là cái source này.
Đó, các bạn có thể hiểu salt là muối thì kiểu như là cái gia vị, cái pattern để mình có thể hash kiểu vậy. Rồi, sau khi mình tạo cái hash password này rồi, mình sẽ tạo một user mới. Create new user. Thì mình sẽ tạo một user mới trong cái database. Thì mình sẽ đặt là const new user bằng await. Các bạn nhớ là phải cho await nha, tại vì mấy cái này nó sẽ bất đồng bộ, nên các bạn phải chờ từng bước từng bước từng bước thì mới được. New user. New user ở đây là cái model user nếu mình vừa tạo. Thì cái username của cái thằng model bây giờ sẽ là request body username, là cái username mà người dùng ta nhập. Email sẽ là request body email và mật khẩu. Thì mật khẩu ở đây sẽ không phải là request.body.password mà nó sẽ là hash. Tại các bạn nhớ là mình phải làm cái mật khẩu đó biến dạng đi, chứ không được để mật khẩu người ta nguyên vẹn mà các bạn có thể nhìn trong database được. Đó. Rồi cuối cùng các bạn đã tạo thành công cái user rồi thì các bạn phải lưu nó vào cái database. Save to database. Thì để lưu vào thì nó rất đơn giản, các bạn chỉ cần bấm await new user chấm save như thế này. Rồi, mình sẽ trả cái status thành công chấm user chấm JSON user. Đó. Thì đây là cái logic của tạo user. Thì để tạo user, các bạn sẽ hash cái password, rồi sau đó sẽ tạo dựa trên cái model của các bạn, nó sẽ có username, email, password, rồi sau đó các bạn sẽ lưu nó vào database và trả về user nếu nó thành công. Ok, nhưng mà giờ mình chưa xài nó được. Mình sẽ phải import cái route đó trong cái thằng index này. Mình sẽ đặt là out route đi bằng require sẽ require từ cái route này. Rồi, trong cái route này mình sẽ phải xài app.use. Rồi sau đó sẽ là cái path của mình, cái route mình muốn thì mình sẽ là set v1 set out out route như thế này. Đó, thì bây giờ các bạn để có thể xài cái route này. Thì có hai cách để mình có thể test mấy cái API route này, thì thứ nhất là Postman, còn thứ hai là Thunder Client, là một cái app mới. Thì trong trường hợp này mình sẽ xài Thunder Client tại vì nó sẽ có sẵn trong VS Code luôn. Thì bạn nào muốn xài Thunder Client á, các bạn chỉ đơn giản là nhấn vào extension này nè, rồi các bạn gõ Thunder Client. Rồi bấm Start. Thunder. Đó, nghe đây nè. Đó. Thì các bạn chỉ cần bấm nút install thôi, mình thì đã tải rồi, thì không cần nữa. Thì sau khi các bạn install nó thì các bạn sẽ thấy nó hiện ở đây, đó, Thunder Client, các bạn nhấn vào. Thì ở trong đây các bạn sẽ thấy nó có như thế này. Thì trước hết mình sẽ tạo một collection đi. Ở đây mình tạo sẵn rồi nè. Các bạn nào muốn tạo thì chỉ đơn giản là nhấn nút tạo client, tạo cái collection ngay đây thôi là xong. Thì trong cái collection này chưa có gì hết. Mình sẽ nhấn new request. Thì request của mình sẽ là post. Và cái URL của mình nó sẽ là https https localhost 8000. Tại vì mình đang chạy trên cái port 8000. Nhưng mà trước hết để mình npm start trước. Để mình coi là mình có export cái route chưa. Thì để mình check lại. Thì cái route ở đây. Mình chưa export cái route thì nhìn nó không được. Thì các bạn phải bấm module.export router. Đó. Thì giờ mình sẽ chạy lại npm start. Đó, thì các bạn thấy đang chạy nè. Ok, ổn. Rồi, mình sẽ vô đi lại. Localhost 8000. Rồi bây giờ mình muốn test cái route của mình. Nó sẽ là cái route v1 set route, v1 set out. Nhưng mà mình muốn test cái chức năng đăng ký thì mình sẽ set register. Dựa vào cái route này nè, đó, set register như thế. Rồi, thì sau đó mình sẽ vào cái thằng body này. Thì tại vì nãy các bạn nhớ là mình sẽ có cái request.body.username rồi .password này nọ, thì mình sẽ điền y chang vậy luôn.
Thì trước hết mình sẽ điền username vào, username. Mình sẽ đặt tên là test user. Tiếp theo password. Mình sẽ cho 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Và cuối cùng là email. Thì mình sẽ cho đại là testuser@gmail.com. Đó, thì sau khi các bạn có đủ thông tin ở trong cái route của bạn rồi thì các bạn sẽ nhấn nút send, nhưng mà nhớ là post request nha, post request. Thì bạn nhấn nút send ở đây. Đó, thì khi nhấn nút send các bạn sẽ thấy nó hiện ra là thành công nè, hiện màu xanh là thành công nè. Đó, status là 200, thành công. Thì khi mà nó thành công á, nó sẽ trả lại cho các bạn cái thằng user. Thì đây là thằng user của mình. Đó, thì những cái username, email, password, admin này nọ là nó sẽ hiện ra từ cái thằng schema này các bạn tạo. Mặc dù các bạn thấy là mình không có tạo thằng admin, không tạo thằng ID, rồi created ad, updated ad gì hết, nhưng mà nó vẫn hiện là tại vì cái thằng schema nó bảo vậy. Mặc dù mình chỉ cần ba thông tin này là hơi đủ. Với các bạn cũng để ý là cái password này nè, các bạn thấy là nó không phải là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nữa phải không? Là tại vì mình đã xài thằng bcrypt để mình hash nó rồi, cho nó sẽ ra cái đống ký tự này để không ai có thể thấy được. Thì bây giờ các bạn muốn lưu cái request này thì chỉ đơn giản là nhấn cái này rồi bấm vô save to collection. Rồi cái collection các bạn sẽ chọn cái JWT tutorial này. Rồi bạn bấm submit. Đó, là các bạn đã được lưu. Thì bây giờ khi mà các bạn muốn tìm lại cái route đó để các bạn test, các bạn chỉ cần đơn giản là mở cái collection này ra là các bạn sẽ có như thế này. Thì bây giờ nếu mà mình vào cái database của mình ở trên đây, để các bạn có thể coi cái thằng user đó, các bạn sẽ bấm vô Browse Collection. Đó, thì các bạn sẽ thấy ở trong cái My First Database này nó sẽ có một cái collection tên là user. Và trong đây nó sẽ hiện ra user của các bạn. Hiện giờ chỉ có một user thôi, thì sẽ hiện như vậy. Thì đó là chức năng Register. Ok, thì bây giờ mình sẽ tắt cái thằng Thundercloud này đi. Rồi, mình sẽ thu nhỏ này lại. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ làm chức năng login. Nhưng mà trước hết để mình kéo này lên đây cái. Rồi, mình sẽ làm login. Login. Giặt tên là login user. Async. Request response. Mình sẽ làm try catch luôn. Nếu mà nó có lỗi thì mình sẽ trả status 500 về JSON cái lỗi đó. Ok, thì bây giờ cái logic nó sẽ như thế này. Thì các bạn register là nó đã tạo cái thằng user ở trên database rồi. Thì để mà các bạn login vào thì các bạn chỉ đơn giản là so sánh xem username có chính xác không, rồi password có chính xác không. Nếu chính xác thì login thành công. Đơn giản là như thế thôi. Thì trước hết mình sẽ phải tìm thằng user đó. Const user. Oh wait. User chấm. Thì mình sẽ xài cái find one này. Đó, thì find one này để tìm cái thằng user đó. Để xem nó có trong cái database không. Thì mình sẽ tìm cái username của nó. Thì mình chỉ cần find one thôi. Find one tức là chỉ cần một thằng thôi. Tại vì cái username của mình là độc nhất, unique. Trong cái schema mình có nói á. Thì bởi vậy mình sẽ luôn luôn chỉ có một thằng user thôi. Thì chỉ cần find one thôi là đủ. Thì nếu mà không tìm thấy cái thằng user này, mình sẽ trả status 404, tức là không tìm thấy, và sẽ ghi là wrong username, tức là thằng này nó nhập cái username bị sai. Rồi tiếp tục là sẽ xem có đúng cái password không. Thì mình sẽ đặt tên là valid password. Thì để mà mình so sánh cái password đó, tại vì các bạn nhớ là cái password là mình đã hash nó thông qua bcrypt, chứ không phải là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 như bình thường nữa. Thì bởi vậy, để mà so sánh cái password mà mình đăng nhập với lại cái password trên database mà mình đã hash rồi, thì mình sẽ phải dùng thằng bcrypt tiếp. Thì mình sẽ phải xài bcrypt.compare. Thì cái này nó sẽ giúp mình so sánh cái điều đó. Thì trước hết mình sẽ phải so sánh cái password mà thằng user nhập. Và tiếp theo mình sẽ phải so sánh cái password trên database. Đó. Thì cái user này là mình tìm cái username của nó rồi. Thì nó sẽ có password. Thì bởi vậy mình sẽ chấm password như thế này. Rồi. Mình sẽ so sánh nó. Thì cái valid password này nó sẽ return một là true hay là false thôi. Thì nếu mà nó false, if valid password false,
tức là bị sai password. Thì nó sẽ bị sai password. Wrong password. Đó, như vậy. Rồi. Và cuối cùng, nếu mà cả hai nó đều đúng, nếu mà vừa có username mà password nó cũng đúng luôn, thì mình sẽ trả cái status 200 lại. Rest.status 200.json. Rồi mình sẽ trả thằng user nó về. Ok. Nó sẽ như thế này. Nó sẽ như vậy. Thì bây giờ để mình test nó thử. Để mình mở terminal mình ra. Mình sẽ chạy nó. Npm start. Ờ, nhưng mà trước khi mình chạy nó, mình sẽ phải cần cái route nó nữa. Tại vì ở đây mình mới có route để đăng ký nó thôi. Mới có cái route register thôi chứ chưa có route login. Thì mình sẽ tạo một cái route login nữa. Login. Cái route này sẽ là post luôn. Dạ, cái route nó sẽ là login. Rồi, sẽ là user. Auth controller chứ. Auth controller. Chấm. Login user. Đó, như thế này. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy nó. Đó, thì nó đã chạy. Thì bây giờ để mình check xem cái đó hoạt động sao thì mình sẽ xài Thunder Client tiếp. Mình sẽ kéo nó qua đây. Ok, thì mình sẽ tạo một collection mới. Mình sẽ đặt tên nó là, mình sẽ lấy cái link của này đi. Tại vì nó chỉ khác nhau chỗ register với login thôi. Thì sẽ thay cái này thành login. Thì sẽ bấm nút post. Rồi, mình sẽ phải cho cái body của nó. Thì cái body của nó ở trong đây nè. Ok, để mình tắt cái terminal đi. Thì để mà đăng nhập thì các bạn sẽ cần username. Thì nãy mình đặt tên nó là, đặt tên nó là gì mình quên mất tiêu rồi. Để mình coi lại coi. Thì nãy mình đặt tên nó là test user. Test user. Rồi, nãy mình đặt mật khẩu cho nó là 123456789. Rồi bây giờ mình sẽ bấm nút send thử xem nó sẽ đúng hay không. Đó, thì ok, đúng rồi. Đó, thì các bạn sẽ thấy nó trả lại hết chân cho mình. Tại vì mình đã đăng nhập đúng. Còn giả bộ nếu mà mình nhập mật khẩu sai đi, giả bộ mình nhập mật khẩu 9999. Thì bây giờ nếu mình send, nó sẽ báo sai, wrong password. Đó. 123456789. Nhấn send. Thì đúng rồi, nó sẽ trả lại. Thì activity các bạn sẽ thấy nó hiện cái thằng login này. Thì mình sẽ lưu thằng này vào để lưu nó vào collection luôn. Lưu vào luôn. Cái này các bạn có thể đổi tên. Giả bộ mình đổi tên là sign in. Để cho rõ ràng hơn. Sign in. Và lưu vào collection này. Đó. Bây giờ mình đổi tên thằng này luôn. Để nó rõ hơn. Register. Đó thì tên nó sẽ có tên rõ ràng ra thì sẽ dễ hơn. Thì giờ để mình tắt nó đi. Ok. Thì những gì mà các bạn vừa làm đó chính là authentication. Thì cái đó là cái định nghĩa của authentication. Thì authentication một lần nữa nó chỉ đơn giản là đăng ký tài khoản, rồi sau đó khi các bạn đăng nhập thì nó sẽ lấy những thông tin mà các bạn nhập so sánh trên database, và nếu mà nó match với nhau hết thì nó sẽ là đăng ký đăng nhập thành công. Thì cái đó là authentication. Ok, thì đó là phần đầu tiên trong series của chúng ta. Thì qua phần đầu tiên chúng ta chưa đụng tới JSON Web Token, thì đó sẽ nằm ở phần 2. Thì qua cái phần 1 này mình chỉ muốn hướng dẫn các bạn cách setup MongoDB, cách kết nối MongoDB, và hướng dẫn các bạn setup theo pattern model view controller, cách setup router sao cho hiệu quả. Thì đó là ý của mình trong phần 1 này thôi. Thì ở phần 2 chúng ta sẽ tìm hiểu về JSON Web Token và cách để xác thực xem có đó có phải là người dùng đó không, và cũng như là cách phân quyền người dùng. Thì ok, hẹn gặp các bạn ở phần 2 nha.